Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của công ty Thế Giới Vật. Thì như những video lần trước, bên em giới thiệu về những tính năng đặc biệt của máy in 4012, ví dụ như là có độ bền và độ phân giải cao, kèm thêm đó là khả năng in những con tem có chất liệu từ PVC, xi bạc hoặc là ribbon satin. Thì hôm nay em xin giới thiệu một tính năng đặc biệt của máy, đó chính là lột nhãn. Thì mọi người hãy cùng theo em để xem nguyên lý và ứng dụng của chế độ lột nhãn này nhé. Okay. Rồi, em xin giới thiệu về nguyên lý tự động lột nhãn. Là khi mà in ra tem thì sẽ tự động tách ra khỏi đế. Thì như các bạn có thể xem ở đây là phần tem và phần đế đã được tự động lột ra khỏi nhau và mình không cần phải dùng tay để lột nữa. Thì ưu điểm của nó là khi mà bạn đẩy một đợt in 100 con tem xuống máy thì máy sẽ ra một con ban đầu và nằm chờ ở đây. Và chỉ khi mà nào mà ta lột cái con này đi thì những vài nhánh sản phẩm thì những con tem sau sẽ tự động chạy ra. Em sẽ làm cho mọi người xem thử. Đây rồi. Rất tiện lợi đúng không các bạn? Thì ứng dụng của việc này sẽ được áp dụng trong các nhà máy sản xuất có băng truyền. Thì khi sản phẩm tới nơi cần dán tem thì nhân viên chỉ cần là lấy con tem đã lột và dán lên và nhắn nhanh giúp nhanh hơn ở những khâu này. Đây sẽ duy trì chế độ hoạt động như vậy. Và đặc biệt hơn thì máy có thể hoạt động ở chế độ độc lập. Thì khi hoạt động ở chế độ độc lập này thì mình có thể đẩy một lệnh in với 100, 200 con, 300 con gì đó xuống với đủ số lượng cần dán trong một ca làm việc đó. Thì sau đó thì nhân viên có thể thực hiện công việc mà không cần phải thao tác gì và cũng không cần phải có máy tính để hoạt động liên tục. Thì thứ hai thì máy có thể nhớ được nội dung của con tem sau cùng, thì chỉ cần một nút bấm nút fit ở đây thì máy sẽ tự động in ra con tem mà không cần phải là in từ máy tính truyền xuống. Thì vừa rồi là em sẽ sơ qua một vài các ưu điểm nổi bật của dòng máy. Như vậy thì em đã giới thiệu xong việc nguyên lý và ứng dụng của việc lột nhãn tự động của dòng máy RIN 4012. Thì mọi người có thắc mắc hoặc là cần tư vấn thêm thì vui lòng liên lạc số hotline 1900 3418 hoặc liên lạc tới website thegiaovat.com. Thì nếu thấy video này hữu ích thì hãy cho em một like, một share. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại trong những video lần sau.